Hero Select, một dự án game file mà từ ROI này, cơ chế earn này, đồ họa này, lẫn cách chơi khá là đơn giản nhưng mà không kém phần hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là một dự án game file cực kỳ hot cho anh em. Hero Select là một trò chơi kết hợp hoàn toàn giữa nền tảng trò chơi NFT và trò chơi arcade một cách đơn giản. Tuy nhiên, nó vẫn tạo ra trải nghiệm thú vị và hấp dẫn cho người chơi, và thể loại này thì phù hợp với nhiều đối tượng ở nhiều lứa tuổi. Và vì sao mình nói nó phù hợp với nhiều đối tượng và nhiều lứa tuổi thì có thể chơi mọi lúc, mọi nơi với bất kỳ ai này. Lối chơi thì mang tính cạnh tranh cao. Và quan trọng nhất, nó tạo ra thu nhập hấp dẫn. Hơn nữa, Hero Select còn kế thừa cơ chế kinh tế của GameFi, tạo thu nhập cho người chơi từ nhiều hoạt động chơi game của chính họ. Hiện tại thì dự án đang marketing khá là rầm rộ. Ở vòng seed round, 500 NFT đã bán chỉ trong vòng 30 phút. Và vì sao NFT này lại hot như vậy? Thì dự án có tích hợp cơ chế phát hành độc đáo của NFT DAO, giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận tối ưu nhất. Từ 15 tới 28 tháng 12, dự án sẽ cho test game với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Anh em tranh thủ tham gia nhé, vừa có hội chơi game này, vừa có hội nhận phần thưởng cực kỳ khủng. Thông tin chi tiết của dự án này thì mình sẽ gửi đến kèo ở bên dưới nhé.